Chào mừng các bạn đến với Bắp Channel, kênh thông tin giải trí nhanh và chính xác nhất. Và sau đây là bản tin chính trong ngày hôm nay. Lan Ngọc hơn 10 năm sự nghiệp và cái giá nhận được ở cuộc sống hiện tại. Ninh Dương Lan Ngọc là nữ diễn viên được nhiều khán giả yêu mến qua các dự án phim ăn khách như Cánh Đồng Bất Tận, Gái Già Lắm Chiêu, Cô Ba Sài Gòn, Cua Lại Vợ Bầu. Người đẹp sinh năm 1990 cũng nhận được nhiều sự yêu thích qua các chương trình truyền hình thực tế nhờ hình ảnh thân thiện, tươi vui, đầy năng lượng tích cực. Ít người biết được rằng sự thành công hôm nay là cả quá trình phấn đấu miệt mài trong 8 năm qua với hai bàn tay trắng đi lên và thậm chí còn nợ nần, thiếu thốn trong thời gian đầu lập nghiệp. Với ngoại hình xinh đẹp, làm việc cần cù và không ngừng phấn đấu hoàn thiện bản thân với nghiệp diễn xuất, đóng quảng cáo và clip ra nhạc, Ninh Dương Ngọc đã dần khẳng định tên tuổi của mình trong làng showbiz Việt. Theo đuổi sự nghiệp khá lâu, nhưng tiếng vang đầu tiên đánh dấu sự nghiệp của Ninh Dương Ngọc là vai nương trong Cánh Đồng Bất Tận. Sau đó, Lan Ngọc được đảm nhiệm nhiều vai diễn ấn tượng trong những bộ phim đình đám Tèo Em, Vừa Đi Vừa Khóc, Nguyệt Thực, Tấm Cám, Chuyện Chưa Kể, Găng Tay Đỏ và thành công rực rỡ trong Cô Ba Sài Gòn. Đặc biệt, cuối năm 2018, cô đã khẳng định khả năng diễn xuất tài năng khi thoát khỏi hình tượng trẻ trung để vào vai gái già gợi cảm xinh đẹp, sang trọng và quý phái trong Gái Già Lắm Chiêu 2. Không dừng lại, Cua Lại Vợ Bầu do Ninh Dương Ngọc và Trấn Thành thủ vai đã trở thành bộ phim có doanh thu cao nhất hiện nay và đưa tên tuổi của cô lên một cột mốc mới. Thành công nối tiếp thành công, không ngừng thử thách bản thân với nhiều vai diễn. Đặc biệt, cô còn là người biết lắng nghe, rất hợp tác và rất biết làm việc cùng đồng đội, Trấn Thành nhận xét. Thật không quá khó hiểu khi cô trở thành một trong những diễn viên triển vọng được yêu thích nhất màn ảnh Việt hiện nay với nhiều giải thưởng danh giá. Giải Cánh Diều Vàng Việt Nam cho nữ diễn viên chính xuất sắc nhất phim điện ảnh 2010 và 2015. Giải nữ diễn viên chính xuất sắc tại Liên hoan phim quốc gia lần thứ 17. Giải Mai Vàng cho nữ diễn viên điện ảnh năm 2011. Năm 2012, giành giải diễn viên nữ xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Cánh Diều Vàng. Nữ diễn viên được yêu thích nhất trong Liên hoan phim Kim Ke ở Trung Quốc năm 2011. Ngoài sự nghiệp vẫn giữ được phong độ, Ninh Dương Ngọc còn gọi là nữ hoàng quảng cáo thế hệ mới. Được biết, nhiều nhãn hàng chọn mặt gửi vàng, tin tưởng vào sức hút của nữ diễn viên. Cũng vì thế mà thu nhập của Lan Ngọc hiện tại phải thuộc dạng top đầu của showbiz Việt. Nhờ vậy, cô cũng đã sở hữu xe sang cùng loạt hàng hiệu đắt đỏ chẳng thua kém bất kỳ mỹ nhân nào. Và tính đến năm 2018, cô đã sở hữu 2 căn nhà riêng. Đặc biệt, chỉ trong năm 2019, Ninh Dương Ngọc đã 2 lần khiến dân mạng trầm trồ khi tự thưởng cho bản thân những chiếc nhẫn kim cương đắt giá. Bên cạnh công việc diễn xuất và quảng cáo, Lan Ngọc còn có nguồn thu nhập khác từ việc kinh doanh khi đã là bà chủ của một tiệm spa, một quán chè và một nhà hàng ẩm thực Thái tại thành phố Hồ Chí Minh. Do kinh doanh ở quy mô nhỏ nên cô không chia sẻ thông tin rộng rãi với truyền thông và khán giả. Được biết, Lan Ngọc hiện tại là cái tên đắt giá bậc nhất với các nhà sản xuất game show. Cô tham gia hàng loạt chương trình ăn khách, sản xuất nhiều mùa, độ phủ sóng dày đặc trên nhiều kênh sóng. Bằng các kênh truyền hình có thể bắt gặp nữ diễn viên sinh năm 1990 liên tục ở các game Running Man, 7 nụ cười xuân nhiều mùa, trước đó là Quý ông đại chiến, Chị em chúng mình. Ngoài việc là nhân vật chính ở các game show này, Lan Ngọc còn là khách mời ở loạt show khác.